xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Vù Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay cuối tháng anh em ơi, dọn kho thanh lý một số mã mặt hàng, phải nói là kho quá chật luôn. Dọn kho thanh lý này, có một số mã mặt hàng gọi là hàng số lượng còn nhiều nên là thanh lý bớt đi cho nó rộng kho này. Giờ lại còn có một số mã thì gọi là hàng bị mất tem. Thực ra là hàng trưng bày tại cửa hàng mất tem các bác nha. Đôi khi trẻ con nghịch, trời ơi, toàn bộ đều là hàng mới luôn anh em ạ. Mà giá thanh lý thì cực kỳ là bèo luôn bác nha. Có hàng trưng bày này, có hàng còn số lượng nhiều thì thanh lý nốt cho nó rộng này. Thôi còn một số mã hàng thì còn ít, cũng gọi là tất tay nốt cho nó rộng kho các bác nha. Kho quá chật tầm này luôn. Thì ngày hôm nay thanh lý giá rẻ luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể là tham khảo luôn cho em nhá. Rồi lên luôn cho em các bác ơi. Đây, anh em lên luôn cho em. Rồi còn một số đây. Một số cái thân máy này. Con này là con thân máy hàng trưng bày tại cửa hàng. Thì anh em nào mà nếu mà các bác có nhu cầu thì các bác có thể alo trực tiếp cho bọn em. Bởi vì là hàng trưng bày thanh lý thì giá rất là rẻ và số lượng thì có ít thôi, nên là các bác có nhu cầu thì có thể tham khảo alo trực tiếp nha. Toàn hàng ngon mà chất lượng mà giá lại quá là bèo luôn này. Rồi, và mua hàng bên em thì anh em nhận hàng các bác được kiểm tra hàng cho em nhá, và không cần phải cọc hoặc chuyển khoản gì đâu. Rồi, anh em tham khảo cho em một số mã sản phẩm luôn nha. Đây anh em ơi, đây một số cái thân máy hàng trưng bày tại cửa hàng, trông nó hơi bụi bẩn thôi nhưng mà toàn bộ đều là hàng mới nhá. Đây, lên luôn cho em một cái thân thổi bụi. Thân thổi của Makote, con này thì thực sự ra thì nếu mà anh em nào biết đến thương hiệu này rồi, hàng chất lượng, trước mã này em bán là 650 luôn. Đây. Mà con này không biết sao là cái ống thổi bọn trẻ con nó nghịch, không thấy còn ống thổi luôn. Có mỗi thân thế này thôi, hơi bụi bẩn một chút này. Bác về các bác lau rửa sạch sẽ đi, rất là ok luôn. Xài chân phổ thông nhá, chân pin M21, chân pin Makita. Anh em ở nhà cứ có quả pin chân Makita để chuyển luôn cho em. Trước mã này bán là 650, ngày hôm nay còn đúng có con trưng bày tại cửa hàng. Bán cho, lên cho em mã này à. Lên cho em con này mã M1 cho em 350 luôn. M1 350k luôn anh em ơi. Thân thổi M1 350.000, thân thổi của Makote luôn. Cứ có những quả pin chân phổ thông thì anh em chuyển luôn này. Đó, M1 350 cành cho em. Ngoài ra còn con thổi bụi điện. Đây, thổi bụi điện cũng sao, cũng bay nốt cả cái này luôn. Hàng Kenmax nhá. Kenmax con này đang bán là, nếu bán mới thì là bán là 350 hoặc là 300. Đúng rồi, 350 hoặc 300 nhá. Hàng trưng bày tại cửa hàng cũng bị bay luôn cái ống thổi luôn rồi. Còn đúng nguyên này. Còn đúng nguyên này, con này công suất của nó là 600W và lưu lượng gió của nó sẽ là 2,3 m³. Lên cho em 200 cành cho em luôn nhá. Mã M2 cho em này. M2 cho em là 200 cành luôn. 200.000 sở hữu luôn cho em. Rồi, thực ra tầm này cuối tháng là dọn cho kho cho nó rộng rãi này. M2 200.000 cho em nha. Đấy, thanh lý sập sàn luôn các bác. Và tiếp lên cho em một số cái mã thân máy này. Em có thân bu lông này. Bu lông con này mới luôn này, mới luôn còn có con này. Con này cũng thế mới luôn. Bu lông 1 đèn, bu lông 3 đèn cho em, chân phổ thông, chân M21 luôn. Ok vào luôn cho em này. Ôi. Nghe không em? Hai tốc độ cho em nhá. Hai tốc này. Đấy, một đèn và ba đèn. Còn đúng hai thân máy. Thanh lý nốt cho các bác 370.000 luôn. Mã lên cho em là mã M bao nhiêu nhỉ? M3 cho em nhá. M3 370. 370 cho em này, M3 này. Ui. Phải nói là quá ngon luôn. Những cái hàng mà còn ít thì em cũng gọi là lên tất tay nốt cho các bác 370, dọn cho rộng bớt khó mà. M3 nhá, có hai cái này. Một con là 3 đèn, một con 1 đèn. Và tiếp lên cho em các bác ơi. Tiếp lên cho em này. Anh em lên tiếp lên cho em con này thì có hai thân máy này. Thân máy khoan đầu kẹp 13 ly luôn anh em ơi. Đầu kẹp 13 ly. Con này thì còn, nói chung là nó hơi han dỉ một chút xíu đấy, cái đầu này. Cái đầu là các bác CRB7 về CRB7 cho em là rất là ok luôn. Đây, chân phổ thông nhá. Chân phổ thông, chân Makita. Con này là thực ra bị mất tem nhá, hàng của cửa hàng mất tem luôn. Đấy, 13 đi cho em này. Quá ngon luôn. Con này tiếp này. Đây. Mã các mã này trước em bán là 650 một thân máy luôn. Thân máy đầu kẹp 13 ly, 3 chức năng cho em, motor từ không chổi than, hàng trưng bày tại cửa hàng. Con có hai con, một con vàng, một con xanh. Thì con vàng sẽ là để oát và con xanh thì sẽ là Makita. Còn hai con thôi nên là sẽ lên cho các bác nhà mình luôn. Con này con M4 này.
470.000. 470 cho em nhá. Em bao phí ship luôn. Bao phí ship cho các bác luôn. Riêng hàng thanh lý ngày hôm nay Thanh Lý tất tay bao phí ship cho anh em. Hoan hỉ cho các bác, cuối tháng rồi tất tay nốt cho các bác để thu. Nói cho thực ra thì chả còn trả thu được vốn luôn. Vốn còn lỗ mà anh em. Rồi, còn con này nữa này. Con này để cửa hàng nó bẩn quá trời luôn này. Hàng Huntaman anh em ơi, Huntaman này. Con này trước của nó bán cũng tầm 400.000, 400.000 cho em này. Bộ lông đầu rỗng luôn nha. Bộ lông 2 trong 1 đầu rỗng luôn. Chân bi phổ thông, chân bi M21 để cửa hàng nó khi nó hơi bụi bẩn. Nó sẽ hơi bụi bẩn vì là để cửa hàng mà. Đấy. Bụi bẩn thế này về anh em lau rửa đi là rất là ok luôn cho em nhá. Chân phổ thông cho em còn có một thân máy. Lên cho em con này con M5 cho em 300.000 luôn. Em bao phí ship cho các bác luôn này. Thực ra hôm nay là tâm trạng nó cũng vui vui. Rồi, lên là hoan hỉ tất tay luôn cho khách hàng bên em luôn. Cho em con này là con M5 nhá. M5 300.000 luôn. Đó. Quá ngon luôn anh em ạ. Tầm này mua hàng tầm này thì quá bèo rồi. Tầm cuối tháng em sẽ hay dọn kho nên là giá sẽ rẻ cho các bác mình luôn. Ngoài ra còn có mấy cục pin này. Còn quả pin này. Tự dưng lại thấy đâu ra có pin X6 này. Lại còn thấy mấy cái quả pin của con X6 này, Hukan X6 này. Chân phổ thông luôn anh em nhá. Chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita cho em. Rồi, X6 thì hàng của Hukan rất là ngon luôn rồi. Còn hai quả nhá, lên cho em là 350 một quả, 350.000. Lên cho em con này con mã M7 cho em nhá. Đây, M7 cho em nhá. M7 cho em này. 350.000. Rồi. Rồi là còn một ít quả pin 10 cell của Navara, pin 1600 anh em nhá. Pin 1600 cho em, pin xanh của Navara luôn. Pin 1600 luôn nha. Nói không có pin rẻ, toàn bộ pin xanh luôn. Lên cho em con M8 cho em. Trước con này bán là 350 luôn á. 350 đến 400 cái quả này á. Lên cho em M8 này. 280 cho em này. 280k anh em nhá. Còn có 3 quả pin thôi. Đó, chân phổ thông. Anh em chạy thân quả con này phải tầm 5-6 tiếng luôn. Cực kỳ tiện dụng luôn cho em nhá. Chân phổ thông anh em chạy con bu lông mà chuyên vít với 3 ly thân quả thân đẹp. Ok luôn cho em anh em á. Rồi ngoài ra thì lên cho em. Đây, lên con này thì con số lượng nhiều nên là em sẽ thanh lý hết cho các bác mình luôn này. Thanh lý cho bớt kho. Thực ra tầm này rộng, tầm này kho chật quá nên là sẽ thanh lý cho các bác mình luôn. Bê tông 3 chức năng luôn, hàng mới anh em nha. Đây, bê tông 3 chức năng luôn, hàng mới. Anh em khoan bê tông, khoan búa và đục luôn cho em. Tiện dụng luôn. Đây, có cả tay cầm phụ này. Rồi, tay cầm phụ là hỗ trợ các bác cầm nắm, các bác khoan kiếc các kiểu. Ok, trời. Các bác mở ra, các bác cho vô cho em. Rồi, cực kỳ tiện dụng luôn. Rồi, khoan bê tông này. Anh em khoan bê tông này. Rồi, khoan búa đấy và đục luôn. Cái nút này là nút xoay đảo chiều mũi cho em nha. Bê tông bố đấy. Có cái nấc của các bác nhà mình có thể là anh em đảo chiều. Cực kỳ là ok luôn. Con này anh em khoan bê tông, khoan búa vào đục. Anh em nhìn giúp em này. Nó sẽ ghi bao nhiêu? Con này thì nó sẽ ghi là 1200W. Rồi, cực kỳ là ngon. Anh em nào, các bác tầm này thanh lý giá rẻ luôn. Đang có nhu cầu hốt luôn, hốt luôn. Tầm này có nhu cầu hốt luôn bởi vì giá thanh lý quá là bèo luôn rồi. Thanh lý cho nó rộng bớt kho các bác ạ. Nên là em còn khoảng tầm, cái này em còn khoảng em không nhớ được có khoảng bao nhiêu luôn. Nhưng mà nó chật chỗ này. Lên thanh lý cho các bác nhà mình luôn. 620.000 cho em. Lên cho em con này con M9 nha. Hàng mới cho em luôn. M9 bình thường không có giá này đâu. 620 cho em. Em bao phí ship cho các bác mình luôn. Dây nguồn của nó này. Dây nguồn của nó này. Con này nó nặng hơn 3kg nhá. Hơn 3kg cho em. 620 các bác ạ. Quá ngon luôn tầm này. Quá ngon. Rồi còn cái bộ này này em còn khoảng 5 bộ. 5 bộ hay 3 bộ gì đó. Không rõ lắm. 5 bộ hay 3 bộ. Bu lông 3 đèn luôn. Một máy 2 pin 1 sạc. Một máy 2 pin 1 sạc bàn luôn. Nó khẩu 22 đi kèm. Con này đó là chân phổ thông nhá. Chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita luôn cho em nhá. Bu lông 3 đèn chân phổ thông luôn. Có cả khẩu 22, có dây đeo, một máy 2 pin 1 sạc và có cả hộp đựng. Thì thanh lý hết cho anh em nhà mình. Con này hàng mới luôn anh em nhé, hàng mới luôn. Mã cho em là mã M10. M10 cho em 750 cành thôi. Đó, bèo chua 750.000, bao phí ship luôn. Rồi lên tiếp cho em một số mã này, còn số lượng khá ít nên là lên nốt cho các bác nhà mình luôn á. Rồi, lên cho em con máy khoan điện đầu kẹp 13 ly thế này.
có phụ kiện nha. Cái này thực ra bộ trẻ con này nó bóc tem ra, nó bóc tem ra luôn á. Trời ơi, hàng để của hàng nó cầm nó bóc tem sợ thật luôn. Có một con thôi anh em ạ. Thôi thanh lý cho các bác 480 đi. 480 cho em mã M11. Con này trước bán tầm là 550-600 luôn. M11 nha. 480 cho em. 480 anh em ơi. Có đầy đủ phụ kiện luôn anh em, có luôn này búa này, rồi có là dao dọc giấy này, rồi có luôn cho em là các cái tay cầm phụ này. Rồi, tay cầm phụ luôn. Rồi là những cái tô vít hai cạnh, bốn cạnh, có mũi khoan, mũi vít này. Rồi. Hàng tại cửa hàng đôi khi là nó hơi bụi bẩn anh em nhá, hơi bụi bẩn cho em này. Thì các bác về các bác lau dọn là nó sạch sẽ thôi. Nhưng toàn hàng mới mà. M11 cho em 480.000. Con này công suất của nó là 710W anh em nhá. Khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít, bắn tôn và búa để hỗ trợ các bác có thể khoan tường luôn cho em. Anh em làm gia đình có nguyên bộ phụ kiện này sử dụng. 480.000 này em bao phí ship rồi. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em cho thanh toán. Rồi một mã con máy bu lông này. Con máy bu lông này thì em bán quá trời là nhiều luôn rồi. Dòng bu lông đầu đặc anh em nhá. Bu lông đầu đặc. Con này lực siết lớn, phục vụ các bác mà siết mỏ bu lông, mỏ tất cả các thể loại ốc trên xe máy. Ok, chuyển luôn cho em. Dòng này thì lực của nó lên đến là khoảng tầm 600-800. Con này như là 800 new này. Nó sẽ ghi chỉ số ngoài là 800 new. Nhưng mà con này thực ra là bị mất tem hết rồi, bị bay tem rồi anh em ơi, bay màu. Bởi vì là hàng ở cửa hàng đôi khi là trẻ con nó nghịch bay màu luôn. Một bộ hai pin màu sạc, con này lực siết lớn cho em. Giá tầm này thì quá là bèo, hàng mất tem nên thanh lý hết cho anh em có 1.350.000. Chứ trước con này sẽ là 1.550.000 luôn nhá. Thì lên cho em con này là con mã M12 này. M12. Ai lên được con này thì ngon này. 1.350.000, vì nó còn có đúng một con duy nhất thôi. Giá thanh lý quá bèo luôn các bác ạ. Dưới giá nhập luôn. Dưới giá nhập luôn. Hàng chất lượng, hàng ngon, hàng mới luôn mà giá thì quá ok. Và tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em anh em có thể tham khảo cho em cái mã máy mài. Mã máy mài pin cho em nhá. Máy mài pin này. Chân pin phổ thông, con này thì công tắc. Con này thì công tắc có cò bóp này. Cò bóp này các bác tay to tay nhỏ xài luôn cho em. Đây, con này là mài để oát này. Bay tem, toàn hàng bay tem mà hàng mới luôn. Pin của nó nha, pin 4A luôn. Riêng cái pin máy mài của anh em nào mua thì các bác biết, toàn bộ đều là hàng pin có dòng xả cao. Để có thể cho các bác vào dùng được máy mài này, các máy pha bê tông cho em. Đó, motor bờ rút led cho em. Motor bờ rút led không chổi than các bác nha. Con này nguyên cái quả pin của nó, một quả pin thì các bác mua rẻ nhất mà tầm 350 cho em. Đói, hai quả pin đã 700 rồi, lại còn cả thân máy này. Một thân máy này, hai quả pin 10 cell 4A dòng xả cao, một sạc và có hộp đựng cho em. Hàng bay tem mát rồi nên đâm ra là em bán nốt cho các bác nhà mình luôn. 880.000 cho em, motor từ không chổi than nha, hàng mới luôn. Trời ơi, con này bình thường mua hơn 1 triệu, 1 triệu đến hơn 1 triệu luôn các bác ạ. Rồi, lên cho em con này là mã M13 cho em, 880.000 nha. M13 này. Rồi. 880 cho em, quá ngon luôn. Bên em bao phí ship cho các bác mình luôn này. Rồi tiếp lên này. Tiếp lên cho em là một cái mã máy bu lông này. Máy bu lông của King Pro. King Pro mã này thì hàng đời đầu của nó luôn luôn ngon. Đời đầu luôn luôn rất là ngon các bác ạ. Luôn luôn ngon. Rồi. Nghe tiếng máy nên thật khỏe. Dòng bu lông đầu rỗng, vừa siết mở ốc, vừa bắn vít bắn tôn cho em. Hàng chính hãng, hàng ngon mà giá xe bèo luôn. Con này còn nguyên bộ mới luôn nhá. Còn nguyên bộ mới nhưng còn có 1 hay 2 bộ gì đó á. Nên là em sẽ gọi là cũng thanh lý nốt này. Một máy 2 pin, 2 quả pin 10 cell, chân pin phổ thông luôn. Một sạc bàn, một khẩu 22, dây đeo đi kèm luôn. Thanh lý nốt cho anh em nhà mình cả bộ thế này. Bình thường bác mua nó cũng sẽ phải vào khoảng tầm 1 triệu đến 1.1 triệu. Ngày hôm nay em bán nốt cho anh em 870.000 cho em. Lên cho em con mã này là con mã M14 nhá. M14 này, 870 anh em ơi. Đói. Em này em sẽ bao phí ship luôn. Nên các bác nhận hàng em cứ kiểm tra hàng thoải con gà mái luôn nha. 870 này. Và rồi lên tiếp cho em một con mã máy bê tông. Máy bê tông pin cho em này. Bê tông pin cho em nhá. Nguyên bộ thế này. Bê tông pin cho em, anh em nào mà các bác mà làm trên cao muốn tiện dụng thì anh em sở, anh em lên cho em những con dòng bê tông pin. Bê tông điện thì đôi khi các bác khu vực mà anh em không dòng một dây điện hoặc làm trên cao trên mái rất là khó di chuyển, thì lấy cho em cái dòng bê tông pin.
Bê tông pin nhà em toàn bộ 100% pin sẽ là pin 4A. Pin xanh của Naura nhá, pin 4A. Mạch 3 MOSFET dòng xả cao. Con máy này là nó ở cửa hàng bởi vì không còn tem. Thấy không còn tem luôn nên là xem phép là thanh lý hết cho anh em nhá. Thanh lý nốt cho tất cả các bác nhà em này. Mã này thì em có 2 con thôi, có 2 con này. Thì bình thường em bán có là 1.700.000. Thì ngày hôm nay lên luôn cho anh em 1.450.000. Lên cho em con này là con mã M15 cho em nhá. M15 này. Rồi. 1450. 1450 anh em nhá. Bao phí ship luôn. Riêng hai quả pin này các bác mua nó phải tầm 700 rồi, sạc 100 nữa này. 800 rồi. Rồi, còn cái thân máy này. Có bao nhiêu? Quá là bèo luôn. Hàng này thì ngon, khoa bê tông này. Khoan búa vào đục luôn cho em nha. Anh em làm trên cao, làm trên mái rất là tiện dụng luôn cho em. Và anh em nào nếu mà mua dòng bê tông hoặc dòng mài, em biết rồi, pin nhà em không phải pin rẻ. Pin nhà em toàn bộ là pin xanh Navara và pin mạch pin 3 MOSFET. Dòng xả cao để phục vụ các bác mà khoan mài bê tông các kiểu rất tiện dụng luôn cho em này. M15 cho em có 2 con thôi, 1450 anh em nhá. Ngoài ra thì lên tiếp cho em những thân bu lông, à bộ bu lông này. Bộ máy bu lông cho em này. Rồi có bu lông Atop này, Hitachi này. Đây, con này con đều quát bay tem. Toàn hàng bay tem mác rồi là hàng gọi là còn 1 con, 2 con nên là giá thanh lý tầm này sẽ rất là rẻ. Anh em nào ôm được thì sẽ rất là ngon luôn các bác ạ. Số lượng thì mỗi mã có khoảng 1-2 con. Mã nào nhiều thì có khoảng 4-5 con thôi. Đấy. Tầm này cuối tháng dọn kho nên là giá rất là bèo cho anh em nhà mình luôn. Lên luôn cho em con Atop này. Atop này anh em nếu mà các bác mua hàng nhà em thì anh em biết rồi. Anh em biết rồi. Chất lượng của nó thì bao ngon luôn. Dòng con lực xiết lớn luôn cho em này. Rồi. Lực lớn luôn anh em ơi. Con này cầm con này chắc tay luôn. Anh em nào mà làm xe máy, anh em chuyển luôn cho em. Làm xe máy chuyển luôn cho em nha. Mở tất cả các thể loại ốc xe máy cho em luôn. Con này chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita thì các bác có thể tham khảo luôn cho em. Lên trong này con mã M16 này. M16 1.400.000 luôn cho em này. 1.400.000 luôn cho em. Hoàn hỉ cho các bác, cuối tháng rồi nên em dọn kho hết cho các bác. Giá rất là rẻ luôn anh em ạ. Ngoài ra này, có luôn cho em này. Anh em nào mà muốn lực xiết vừa phải thì lấy con này cho em. Bu lông, con này là con bu lông 3 đèn. Bu lông 3 đèn cho em nha. Ơi, quả này đang hết pin này. Quả này cho em này. Lực con này lên đến là 380 N. Dòng đầu rỗng, trẻ con nghịch bắc hết cả tem rồi. Đấy. Nên là thanh lý nốt cho các bác luôn. Một máy 2 pin, 1 sạc, có cả hộp đựng luôn cho em. Pin con này là pin xanh này. Rồi, nhìn giúp em này. Pin con này là pin xanh Navara anh em nhá. Pin xanh của Navara luôn. Đấy, có báo pin quả đang hết pin rồi. Rồi, thanh lý nốt cho em này. Cả bộ một máy 2 pin, 1 sạc. Bình thường mã này là bán là 1.100.000 đến 1.150.000. Thì ngày hôm nay cuối tháng còn 1 con, 2 con thì sẽ thanh lý nốt cho các bác. Giá là 950.000 cho em. Mã này lên cho em là con mã M17 nhá. M17 chỉ 50. Anh em nào cần con máy bu lông về vừa xiết mở ốc vừa bán vít bán tôn thì chuyển con này cho em. Giá tầm này mua là quá là ngon luôn anh em ạ. Ngoài ra mà để mà xiết mở ốc lớn ấy, mở tất cả các ốc thể loại trên xe tay ga, xe máy này, rồi các bác có thể mở ốc máy cầy, máy nổ, mở ốc ô tô thì tham khảo dòng này cho em nhá. Ui chà, nặng quá. Lực xiết lớn luôn. Con này của nó đấy. Ui chà. Quả pin là pin của nó là sẽ là pin 2000 luôn. Con này một quả pin khối pin thế này sẽ là pin 4A luôn anh em ơi. Rồi, riêng những dòng đầu đặc thì họ sẽ làm lực xiết lớn, họ sẽ làm pin ngon, pin dòng xả cao cho em luôn. Hàng XL. Con máy to nhá. Máy to không phải máy nhỏ đâu anh em nha. Đấy. Mô tô là bị mất tem rồi. Thực ra là mất tem tầm này thì thanh lý hết. Thanh lý còn dưới giá nhập luôn. Hàng mới, hàng mới 100% mà giá tầm này thì giá còn dưới giá nhập luôn các bạn. Còn 2 con thôi, mã này là còn 2 con. Anh em mà mua về sửa chữa xiết tất cả các thể loại ốc xe máy, làm xe máy sửa cho em con này, sửa xe máy làm cho em con này này. Rồi các bác là mở xe máy cầy hoặc các bác mở ô tô, chuyển cho em mã này luôn cho em. Lên cho em nguyên bộ này, một máy, hai quả pin 10C4A, một sạc và có cả hộp đựng rất là to, xịn sò đựng đồ cho anh em mình. Đôi khi các bác đựng mũi vít, mũi tôn hay là những cái mũi khoan vào đây thì cũng rất là tiện luôn cho em.
mà lên cho em con này thì chỉ có là giá ngày hôm nay nhá, 1.400.000 cho em. Lên cho em là con M18 nhá, M18 này 1.400.000 anh em ơi. Ôi, tầm này bình thường các bác mang 1.400.000, 1.300.000, 1.400.000 ra ngoài thì các bác mua chỉ mua những con lực xích nhỏ thôi, lực xích khoảng tầm 300. Con này không biết là hình như tem của nó là 800 new cho em. Dòng đầu đặc thì luôn luôn là những dòng con lực xích lớn luôn anh em ạ. Khẳng định luôn, quá ngon luôn rồi. Rồi, con này tiếp này cho em này. Tiếp lên cho em con này. Rồi. Má này cho em này, con này thì cũng còn có một con thôi. Còn có con trước mà các bác trả 1550 còn chẳng bán này, trước bán 1550 mà nhiều bác hỏi mua nhưng mà lại bảo là hết rồi. Thực ra hôm nay là dọn kho cửa hàng. Hôm nay cuối tháng dọn kho cửa hàng thấy còn có một con chân phổ thông luôn. Ui con này, riêng những dòng đầu đặc đấy các bác cầm thân máy nó nặng trịch luôn anh em ơi. Quá ngon các bác ơi. Cực kỳ ngon luôn, motor bầu Rolex không chổi than, dòng đầu đặc lưu của nó phải tầm 800 new anh em nha. Rồi. Lên luôn cho em anh em sửa chữa xe máy, tay ga rồi anh em sửa máy cầy lên cho em con này. Lên cho em là mã M19 cho em còn một con duy nhất. M19 này. 1.350 cho em bao phí ship nha. Anh em nào đang tìm con này mà 1.550 chưa mua được thì lấy cho em. Bay mất tem rồi nên là em thanh lý giá này thôi chứ bình thường không có đâu các bác ạ. Và các mã thanh lý thì chỉ có 1-2 con thôi. Đấy. Đây này, còn có em đa lót này, còn em đa lót này. Hôm nọ có bác nào hỏi này, có bác hỏi nhưng mà lại bảo là hết rồi. Thì ngày hôm nay đâu ra lại tự dưng là thấy ở cửa hàng này thì có. Thì cũng lên thanh lý hết cho anh em nhà mình luôn nhá. Mã đa lót này em còn có 1 con, 2 con gì đó. Hàng đa lót nó là thương hiệu con của Hukan rồi. Dòng màu đầu kẹp 13 ly thì các bác khoan sắt, khoan gỗ này, rồi là bắn vít, bắn tôn. Các bác có búa là có thể khoan tường luôn cho em này. Thì tham khảo cho em mã này. Lên cho em con này là con M20 anh em nhá. M20 cho em. Đây. M20 này. Còn 2 con. Bán luôn anh em nhá. Ra tầm này, tầm này cuối tháng rồi, tất tay nốt cho các bác. Bán 1.000.000 ok chưa? Dưới giá nhập luôn anh em ơi. Dưới giá nhập luôn. Mã này trên thị trường họ đang bán 1.350 rồi là 1.300.000 luôn. Tầm này tất tay nốt, không còn gì luôn anh em ạ. Đó, dọn kho mà, dọn kho đã bỏ đây thì em sẽ bán. Lên cho em con M20 1.000.000 cho em. Con này chỉ có 1-2 con thôi và em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc nhá. Nhận hàng là các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán á. Bây giờ con này thì em còn cũng có đúng 1 con các bác ơi. Đã có 1 con này còn có cả 1 pin thế này nữa. Một con này còn 1 pin. Hàng này là hàng đời đầu, các bác nào nhìn thì biết. Hàng này là hàng đời đầu. Một thân máy này. Này có cả 1 pin này. Này còn có cả hộp đựng luôn. Chỉ mỗi tội là không có sạc thôi. Rồi. Một thân máy 1 pin này còn có cả hộp đựng thế này luôn. Hộp đựng nhưng mà con này nó không còn nước đâu anh em nhá. Hộp đựng này gọi là để tạm thôi. Nó không có nước đâu. Nó không có nước đâu. Thì lên nốt cho em này, con này lên cho em 700.000 đi. 700.000 lên cho em con M21 này, M21 cho em 700. Một thân máy, một pin, một sạc, hàng đời đầu luôn. À thôi, 650.000 luôn. 650.000 cho em. Bình thường thân máy này các bác mua tầm khoảng 600.000 rồi. Đây 650.000, cả máy, cả pin, cả sạc cái tầm này. À quên xin lỗi, cả máy, cả pin, cả hộp cái này luôn. M21 này. 650 anh em nha. Thực sự luôn các bác ạ, hàng gọi là dọn kho cuối tháng nên giá rất là rẻ. Có những hàng trưng bày, có những hàng mới còn nhiều thanh lý hết nên giá rất là bèo. Nên nếu mà các anh em nào có nhu cầu cái mã sản phẩm nào, alo trực tiếp cho anh em qua tất cả các đầu số nhà em nhé. Đó là 0929 này, 826628 hoặc 0982826628. Thì cửa hàng em ở tại Lý Nhân Hà Nam, anh em nào gần cũng có thể qua trực tiếp nhé. Và đây là hàng thanh lý nên là các bác có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp luôn, bởi vì số lượng không có nhiều ạ. Và anh em quan tâm thì cũng có thể là đăng ký kênh để có thể là cập nhật những video clip mà bạn em sale xả thanh lý thế này nha. Ok, xin chào tất cả anh em nha.